Ung thư vú ở nam giới là bệnh lý ung thư ít gặp, chỉ chiếm 1% tổng ca ung thư vú. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe nam giới. Vậy, dấu hiệu và nguyên nhân ung thư vú ở nam giới như thế nào? Kính chào quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Huỳnh Bá Tấn, khoa ngoại vú bệnh viện Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin trình bày chủ đề ung thư vú ở nam giới. Mặc dù mô tuyến vú ở nam giới không phát triển như ở phụ nữ, nhưng vẫn có mô tuyến vú. Do đó ở nam giới trưởng thành và người lớn tuổi vẫn có thể xuất hiện ung thư vú. Tế bào ung thư ở mô tuyến vú sau đó nó lan rộng lên, xâm lấn mô xung quanh. Về phân loại ung thư vú ở nam giới cũng giống như ở phụ nữ, gồm có hai loại chính, đó là ung thư tại chỗ và ung thư xâm lấn. Dấu hiệu nhận biết ung thư vú ở nam giới thường là một khối u ở tuyến vú. Do mô tuyến vú ở nam giới nhỏ, do đó khối u này dễ xâm lấn ra da và cái mô lân cận hoặc là gây lở loét. Thông thường thì ung thư vú ở nam giới dễ phát hiện hơn ở phụ nữ. Tuy nhiên thì do là cái mô xung quanh ít, do đó nó xâm lấn nhiều hơn, mà tính theo giai đoạn thì cũng là thường là giai đoạn trễ hơn. Và cái điều trị thường là sẽ tận gốc hơn, không bảo tồn được giống như phụ nữ. Cho đến hiện nay thì y học vẫn không xác định được nguyên nhân chính xác của ung thư vú ở nam giới cũng như nữ giới. Tuy nhiên có những yếu tố nguy cơ làm tăng nguy cơ ung thư vú. Thí dụ như ở nam giới thì cái lượng estrogen trong cơ thể tăng cao hơn bình thường cũng là yếu tố nguy cơ đối với ung thư vú. Ngoài ra có những cái yếu tố di truyền như đột biến gen BRCA1, BRCA2 là những cái đột biến gen mà có thể tăng sức độ ung thư vú cũng như những ung thư khác. Chẩn đoán ung thư vú ở nam giới bao gồm dựa vào lâm sàng và những cái cận lâm sàng. Những dấu hiệu lâm sàng nhận biết gồm có khối u ở vú, hoặc là lở loét ra núm vú, hoặc là co rút núm vú, hoặc là có cái hạch nách. Khi có những dấu hiệu trên thì bác sĩ lâm sàng sẽ chỉ định một số cận lâm sàng phổ biến như là siêu âm, chụp ảnh. Cuối cùng thì chẩn đoán dựa vào cái sinh thiết. Có ung thư vú ở nam giới tỷ lệ rất hiếm, khoảng 1% so với phụ nữ. Do đó những cái phương pháp điều trị ung thư vú ở nam giới thông thường sẽ dựa vào kinh nghiệm điều trị ung thư vú ở phụ nữ. Do đó những phương pháp điều trị ung thư vú ở nam giới cũng hoàn toàn giống như là phụ nữ, bao gồm phẫu thuật, xạ trị, hóa trị. Thật ra nguyên nhân gây ung thư vú ở nam giới chưa rõ, do đó chỉ có thể phòng ngừa bằng những phương pháp phổ biến một cách tổng quát như là ăn uống điều độ, tập thể dục, thể thao. Và đối với những đối tượng mà có nguy cơ cao như có đột biến gen, thường xuyên đi tầm soát để phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và hẹn gặp lại ở chủ đề tiếp theo. Xin cảm ơn.